Và hiện nay thì Tuấn đang có mặt ở dưới cái lô đất thuộc xã Bình Thuận của Buôn Hồ. Thì lô đất này là có cái chiều ngang là 23,85m với lại là hai mặt tiền đường trước sau, và cái chiều dài của nó là 106,13m. Và tổng diện tích của cái lô đất này là 2.390m2. Đó, trước mặt chúng ta là lô đất có một cái hồ nước rất là lớn. Thì cái diện tích của cái hồ nước này là 306,3m2. Đây là diện tích của đất nuôi trồng thủy sản. Đó, cái phần lô đất của chúng ta nó sẽ kéo ngang qua bên kia. Thì một lát nữa Tuấn sẽ đi qua bên kia để chúng ta cùng xem. Đây, thì bây giờ em Tuấn đi dọc theo cái chiều dài của cái lô đất này để quay cho anh chị và các bạn xem. Thì trên dọc chiều dài của lô đất này hiện nay là con đường đất. Thì vị trí của cái lô đất này nó nằm ngay sau phía khu vực trung tâm Ủy ban Nhân dân của xã Bình Thuận của Buôn Hồ. Chiều dài của lô đất là 106,13m và nó sẽ ăn suốt theo cái mặt tiền. Chiều dài của lô đất này cũng là một mặt tiền nha anh chị và các bạn. Một mặt tiền, và nó sẽ kéo dài cho tới cái phía cái cây cao ở đằng xa kia đó anh chị. Đó, thì một lát nữa em Tuấn sẽ ở một cái góc khác, cái cao đằng xa kia. Đó chính là cái ranh đất. Thì một lát nữa em Tuấn sẽ ra cái phía đó để em Tuấn quay cho anh chị và các bạn cùng coi. Đó, đây là toàn bộ cái khuôn viên đất của chúng ta. Trên đất thì có bao gồm là 400m2 đất thổ cư và khu vực đất cây lâu năm, cũng như là có một cái ao nước rất là lớn, một cái hồ nước rất là lớn. Thì rất là thuận tiện nếu mà anh chị và các bạn mình thích làm dạng như là sinh thái, dạng như là nhà vườn hay là nghỉ dưỡng, thì mình có thể cải tạo lại và mình làm thì cũng rất là tốt, tại vì trên đất nó đã có sẵn cái phần hồ nước rồi. Đấy, em sẽ quay toàn bộ cái khuôn viên này, có tới 400m2 thổ cư luôn nha anh chị. Thì hiện nay nó đang là cái con đường đất này, nhưng mà sau này đây toàn bộ 106m chiều dài này nó sẽ được trải bê tông. Thì nó sẽ là cái con đường bê tông rất là đẹp. Đây, chúng ta có một cái hồ nước ở đây. Đó, anh chị và các bạn có thể là cải tạo đi một chút xíu để thả cá. Đó, hoặc là làm những cảnh quan trồng sen gì đó rất là tốt. Đây chính là một cái mặt tiền nữa của cái khu đất này. Đó, sau này đây chính trên quy hoạch nó sẽ là một cái mặt tiền nữa của cái lô đất. Tổng cộng lô đất chúng ta thì có tới 3 mặt tiền. Thì lát nữa em Tuấn sẽ chiếu ở trên cái phần mềm quy hoạch để anh chị và các bạn thấy rõ hơn cái lô đất này. Đó, sang phía cái ao bên kia là của lô đất của nhà hàng xóm rồi nha anh chị. Rồi, cái con đường đất trước mặt cũng chính là cái ranh đất của vị trí của mình, nằm ngay bên phải. Đó, rồi em Tuấn đi sang bên này. Toàn bộ cái phần bên phải của chúng ta là cái nằm trong cái khuôn viên đất của chúng ta. Đấy, rồi bây giờ thì em Tuấn đang ở một cái mặt tiền khác, ở một cái lối vào ở phía bên đằng xa kia. Thì bây giờ em sẽ đi vào, và ở trước mặt của chúng ta bên phía tay trái, đó chính là toàn bộ cái khuôn viên đất của chúng ta. Lúc nãy mà nếu như đi thẳng xuống cuối cái con đường này tới cuối là nó sẽ là cái ao nước đó anh chị. Đó, còn bây giờ toàn bộ miếng đất chúng ta ở phía bên tay trái, 106,13m mặt tiền và với chiều ngang là 23,85m. Một cái diện tích rất là tốt nếu mà anh chị các bạn mình thích làm nghỉ dưỡng, nhà vườn, sinh thái, hoặc là mình muốn tách ra thành những cái lô bé hơn để mình bán thì cũng đều rất là tốt. Đấy, gần đây nữa thì cũng là một cái khu vực ao sen với lại hồ nước, và môi trường sống ở xung quanh đây thì nó rất là thiên nhiên, nó rất là sinh thái. Ở bên tay phải này là đất của nhà hàng xóm. Đấy, thuận lợi nhất là trên ô đất của chúng ta thì có một cái ao nước rất là phù hợp để anh chị và các bạn làm những cái không gian sinh thái. Rồi, đầu tiên thì em Tuấn muốn chia sẻ với anh chị và các bạn một cái tấm hình được chụp ở trên flycam về cái lô đất của chúng ta. Thì đây chính là cái vị trí đất của chúng ta. Đó, thì nó bao gồm là 3 mặt tiền. Mặt tiền thứ nhất là mặt tiền cái cạnh này là hơn 106m. Và cái mặt tiền thứ hai là đó là cái mặt tiền ngang này, đằng trước này và đằng sau này, thì đó là khoảng 24m. Đó, thì chúng ta có 3 cái mặt tiền như thế. Ở cái vị trí đất của chúng ta thì nó nằm ngay sau cái khu vực trung tâm hành chính của Ủy ban Nhân dân của khu vực xã Bình Thuận. Đây là những cái khu vực sầm uất bậc nhất của xã Bình Thuận thì nằm ở đây, và cái vị trí của chúng ta nằm ở đây. Đó, khi mà trên cái con đường đi vào này thì đi qua một cái khu vực hồ câu nữa, và đây là chúng ta trên cái miếng đất của chúng ta cũng có một cái hồ khoảng hơn 306 m², rất là đẹp, phù hợp với anh chị và các bạn làm về sinh thái nhà vườn thì đều rất là tốt. Và ở gần rất là gần với khu đất của chúng ta thì có một cái khu vực hồ nước lớn, thì có thể là ở đây đã có những cái quán cà phê, quán trà sữa ở đây, và sau này nó sẽ mọc lên nữa. Và đây nó có những cái khu vực về ao sen thì cũng rất là đẹp. Đấy, thì cái vị trí đất của chúng ta em Tuấn chia sẻ với anh chị và các bạn sơ lược như thế. Rồi, đây là cái hình chụp và chính diện từ trên cao cái lô đất của chúng ta anh chị ha. Đây chính là cái hồ nước hơn 306 m², diện tích hồ nước. Đấy, và trên đất thì hiện nay cũng đã trồng rất là nhiều loại cây rồi. Đó, thì như đoạn đầu của video thì anh chị các bạn thấy là em đứng ở ngay đây và đi dọc xuống đây để quay cái video cho anh chị và các bạn lô đất. Và ở cái hoạt cảnh tiếp theo thì em Tuấn đi vào theo một cái mặt tiền đường khác, là từ em đi đứng ở đây và em đi dọc xuống để quay cho anh chị và các bạn một cái miếng đất có thể nói là rất là đẹp và rất là thích hợp nếu anh chị và các bạn mua để làm sinh thái, hoặc là mua để sau này có thể là chia ra thành những cái lô nhỏ hơn để mình có thể là bán ở trong cái khu vực này. Rồi, đó là về những cái hình ảnh. Và bây giờ thì em sẽ mở tới các cái phần mềm về quy hoạch. Thì đây chính là cái lô đất của chúng ta. Đó, em đang mở về quy hoạch tới 2030. Rồi, thì đây chính là cái khu vực trung tâm nhất của xã Bình Thuận. Ở đây có ủy ban nhân dân, có trạm y tế, có bưu điện, có chợ. Đó, là đây chính là cái cung đường sầm uất nhất của khu vực xã Bình Thuận. Thì cái vị trí lô đất của chúng ta nó nằm ngay sau đó, chỉ cách đó khoảng một con đường mà thôi. Đó là cái con đường ngay sau này, là cái con đường đi vào. Hiện nay thì con đường đó đang là đường đất, và sau này á, nó sẽ là đường bê tông. Nó sẽ là đường bê tông anh chị ha. Đó, thì cái con đường này cũng chính là cái con đường liên giữa các cái xã lại với nhau. Đấy là khu vực ở xã Cư Bao ở bên dưới, và các cái phường như phường Thống Nhất, rồi phường An Lạc ở phía bên trên. Nếu chúng ta chạy theo hướng trên này, và chạy theo cái hướng trên này khoảng một cây nữa thôi, chúng ta sẽ tới với khu vực Điện Máy Xanh hay là Bách Hóa Xanh. Đấy, và ở đây á, thì nó cũng rất là gần với lại một cái khu vực hồ nước, hồ sinh thái. Đó, rất là thiên nhiên. Môi trường này rất là phù hợp nếu mà làm như cái dạng nhà vườn nghỉ dưỡng, ngôi nhà thứ hai, rất là tốt. Ở Buôn Hồ thì khí hậu rất là mát mẻ, rất là phù hợp để mà làm dạng sinh thái. Rồi, nếu mà về quy hoạch thì chúng ta cũng mở cái quy hoạch ra để anh chị và các bạn xem ha. Đây, thì lúc nãy em có nói đây là chính là cái phần mà trung tâm nhất của khu vực xã Bình Thuận. Thì như bây giờ chúng ta nhìn trên phần quy hoạch thì chúng ta có thể thấy được. Đó, và cái con đường này chính là cái con đường kết nối rất là quan trọng ở phía bên trong so với lại đường quốc lộ phía 14 ở phía bên ngoài. Đây, đây chính là khu vực ngã tư Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, thì chỉ cách cái vị trí chúng ta khoảng hơn 1 km mà thôi. Ở đây thì nó sẽ đón đầu hai cái khu du lịch lớn. Đấy là khu du lịch Đèo Hà Lan ở phía bên này. Đó, và gần chúng ta là khu du lịch sinh thái Ea Siên. Đấy là hai quy hoạch của hai cái khu vực lớn là gần chúng ta. Đấy, thì cái lô đất của chúng ta nằm ở đây, và nó sẽ có ba cái mặt tiền đường rất là đẹp. Đó, ba cái mặt tiền đường rất là đẹp. Thì anh chị và các bạn thích mua về đón đầu về du lịch, đón đầu về Buôn Hồ lên thành phố thứ hai của Đắk Lắk thì cũng rất là tốt. Hay là mình mua ở đây để mà sau này có thể làm dạng như là nhà vườn, làm dạng sinh thái tương lai xa hơn cho gia đình thì cũng đều rất là tuyệt vời. Và anh chị và các bạn quan tâm tới cái lô đất như thế này thì có thể gọi điện cho cái số hotline nó luôn hiển thị ở trên màn hình. Và từ đây thì rất là gần với lại toàn bộ các cái tiện nghi. Trung tâm nhất của khu vực xã này nó nằm ở ngay ngoài này thôi anh chị ha. Rất là gần, chỉ trong vòng bán kính khoảng 1 km chúng ta sẽ tiếp cận toàn bộ các cái tiện ích như cà phê, như trà sữa, như bưu điện, như trạm y tế, như quán ăn, như các cơ sở kinh doanh vân vân ở ngay bên ngoài này rồi. Anh chị các bạn có thể thấy. Và tuyệt vời nhất đó là lô đất của chúng ta trên đất nó có một cái ao. Không phải cái thế đất nào của chúng ta cũng có sẵn một cái ao như thế. Và anh chị các bạn có thể làm một cái hồ câu hoặc thả sen vào đó thì rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể liên hệ với bên em theo cái số hotline. Thì bên em sẽ gửi cho anh chị thêm về cái sổ đỏ cũng như là các cái thông tin của cái lô đất này để anh chị xem được chi tiết hơn. Anh chị và các bạn mong muốn tìm mua những cái bất động sản tại khu vực Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk thì có thể gọi cho bên em theo cái số hotline. Vì hiện nay thì bên em phân phối rất là nhiều những cái bất động sản tại cái khu vực này. Ngoài ra thì anh chị và các bạn có thể bấm vào cái đường link ở bên phía dưới phần mô tả để đăng ký tư vấn cũng như là nhận những cái thông tin và tải bản đồ quy hoạch mới nhất của Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk. Anh chị và các bạn cũng có thể bấm nút chuông và đăng ký kênh để nhận những cái thông báo về các cái video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video vừa rồi và hẹn gặp anh chị và các bạn ở những cái video tiếp theo.